Chào các em. Sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 4, sách giáo khoa sinh học 12, trang 112 với đề bài như sau. Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo. Lời giải chi tiết như sau. Để phân biệt chọn lọc tự nhiên với chọn lọc nhân tạo, chúng ta có thể lập bảng so sánh dựa trên 5 tiêu chí như sau. Tiêu chí thứ nhất, về động lực. Động lực của chọn lọc nhân tạo đó là do nhu cầu của con người. Động lực của chọn lọc tự nhiên đó là do đấu tranh sinh tồn. Tiêu chí thứ hai, về nội dung. Nội dung của chọn lọc nhân tạo đó là đào thải các cá thể mang biến dị bất lợi, tích lũy các cá thể mang biến dị có lợi với nhu cầu của con người. Nội dung của chọn lọc tự nhiên: đào thải các cá thể mang biến dị bất lợi, tích lũy các cá thể mang biến dị có lợi nhưng là đối với bản thân các sinh vật chứ không phải là đối với nhu cầu của con người. Tiêu chí thứ ba, kết quả. Chọn lọc nhân tạo dẫn đến sự hình thành tính đa dạng và sự thích nghi của vật nuôi cây trồng đối với con người, còn chọn lọc tự nhiên sẽ dẫn đến hình thành tính đa dạng và sự thích nghi của sinh vật đối với môi trường. Tiêu chí thứ tư, quy mô. Quy mô của chọn lọc nhân tạo đó là trong phạm vi vật nuôi và cây trồng. Còn quy mô của chọn lọc tự nhiên đó là đối với tất cả các sinh vật bao gồm cả con người. Nói một cách khác đó là trong phạm vi toàn sinh giới. Và tiêu chí cuối cùng, thời gian bắt đầu. Chọn lọc nhân tạo diễn ra kể từ khi con người biết trồng trọt, chăn nuôi. Còn chọn lọc tự nhiên thì đã diễn ra kể từ khi sự sống xuất hiện trên trái đất. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi số 4, sách giáo khoa sinh học 12, trang 112.